thì nhiều điều rất là hân hạnh được đến tại tư gia của anh Bình và có lắp một cấu hình combo karaoke gồm một cặp loa VWS G4000 kết hợp với một chiếc đẩy D500 Pro và bên cạnh đấy là một chiếc súng VWS WF2012 Plus, một chiếc vang T9 Pro và một chiếc nâng tiếng CB800 Ultra. Và rất là vui nhé, mình lại lấy thêm cho mình một chiếc micro VK321 và tất cả những cái sản phẩm hiện tại đang có trong gia đình của anh Bình thì đều mang thương hiệu VWS, ngoại trừ chiếc nâng tiếng CB800 Ultra là thuộc hãng Zenia Hosting ra, thì tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay có mang đến để lắp cho anh Bình ở trong cái không gian nghe nhạc của anh đều là mang thương hiệu VWS. Để cho anh yêu em, để cho em. Và bên em thì đang đợi thêm một lát nữa để một chiếc TV. Đang có một người bạn mua một chiếc TV mang về để hoàn thành nốt công việc lắp đặt cho anh. Dư Bành lấy tín hiệu từ TV xuống thì sau đấy thì em sẽ tiến hành bàn giao. Rất là cảm ơn những cái tình cảm cũng như là sự ủng hộ của các bác và đặc biệt là anh Bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.